Ấy yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Dạo gần đây thì mình thấy các bạn đang rất là thích xem mình chơi những cái tựa game liên quan đến động đất, sóng thần, thảm họa, thiên tai, các kiểu con đà điểu. Ngày hôm nay mình đã tìm ra được một cái tựa game liên quan đến một cái sự dâng trào của lava hay dung nham. Và làm thế nào để chúng ta có thể sống sót thì mình cũng chưa nghĩ ra các bạn ạ. Nhưng mà không sao, thì chắc là vào game ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được biết là chúng ta sẽ làm cách nào để sống sót khỏi sự dâng trào của lava. Nhưng mà trước khi vào video thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh, và đặc biệt là bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Và đặc biệt là xem quảng cáo để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì let's go. Ủa sao ở đây tôi lại có combo một mình này? Hello bạn. Ui, ông này tập tạ ở đâu mà vai u thịt bắp thế. Chứ ông này mà đấm cho một cái thôi thụt răng vào mồm luôn đấy chứ. Rồi, chúng ta phải chờ 22 giây. Ồ các bạn ơi, đây này. Oh my god. Đây là dung nham nó đang dâng lên và chúng ta đang ở một cái khu vực an toàn các bạn ơi, khu vực spawn. Khu vực an toàn nên là dung nham không thể dâng được đến đây các bạn ơi, nhưng mà đây này. Đây là cái khu vực người chơi, tùy tí nữa thì chúng ta sẽ phải chơi trong cái khu vực này và chúng ta sẽ có quyền chọn map các bạn ạ. Ở trong này có gì đây? Vòng quay may mắn, 11 phút nữa sẽ có vòng quay may mắn hoặc là 39 Robux để chúng ta không cần phải đợi. Oh my god. Làm gì có tiền đâu. Đỗ nghèo khỉ nên là các bạn nhớ xem quảng cáo để ủng hộ mình, để mình có chi phí để mình gọi là quay gacha cho các bạn xem nhá. Đây là gì? Bằng húp là cái gì? Mua đi. 499 Robux đi mua một cái này. À cái này là cái gọi là cái kéo cái đòn bẩy hay là gọi là, tôi không biết gọi là gì. Chúng ta sẽ được chọn map này. Hết. Em chưa được kịp chọn mà. Đảo đầu lâu. School Island. Oh my god, đảo đầu lâu. Trong này không biết là có kinh công không nhỉ? Bị điên à? Ôi cái gì đó. Đây có bị thọt. À, đây bị thọt các bạn ơi. Trời ơi, còn 18 giây. Nó sẽ cho mình 18 giây đếm ngược để chúng ta có thể chuẩn bị tinh thần. Sau đó là leo lên lava. Leo lên cái chỗ an toàn để chúng ta gọi là chống khỏi lava. Xong rồi. Ôi, còn 3 giây. Chết rồi, xong. Giời ơi, tôi chưa kịp chọn map. Mấy cái ông này chọn đúng cái map gọi là đảo đầu lâu thôi. Chúng ta bây giờ dùng nham mà dâng lên phá phát thì chúng ta còn mỗi cái bộ xương vào đầu lâu thôi các bạn ấy. Làm sao mà dâng lên được nữa? Sao mà được? Ấy, còn 40 giây. Chi ba. Ê, cao ông ơi. Ê, đứng im để tôi nhảy lên đầu các ông cái. Ê, khó đấy nhở. Từ làm sao phải lên ở trên kia ta. Ui, khó rồi. Quay. Khó thế nhỉ. Ở trên này là không có một ông nào sống sót luôn. Tôi nghĩ là đây là một cái map khó nhất các bạn ạ. Xem có ai không sống. Nobody survival. Không một ai sống sót luôn các bạn ơi. Cực kỳ là khó rồi. Đấy rồi, chúng ta sẽ chọn tháp nước đi. Đấy, nếu như là dung nham đúng không? Dung nham nó là hệ lửa. Đấy, nên là nước sẽ có thể tiêu diệt được lửa. Đấy, chúng ta sẽ chọn cái bình nước ở đây. Ủa nhưng mà có đường nào lên không? Ê, có đường nào lên không? Còn có 10 giây nè. Các cháu ơi. Hỏng rồi. À đây có. Lên luôn. Kia là cổng spawn các bạn ơi. Còn đây là cái trụ tháp nước. Để rồi. Ôi tôi nghĩ đây là cái chỗ cao nhất rồi. Làm sao mà lên ở đây nữa? Ấy trời ơi, tôi đây đứng đây tôi ngắm dung nham như một dòng sông luôn. Dòng sông lửa các bạn ơi. Ê tôi sang bên này chơi với cả các bạn này. Mấy em sinh chơi. Xong mấy bạn này toàn mặc trang phục mặc định nhỉ. Các bạn cũng nghèo giống tôi hay sao? Ít ra là tôi cũng lượm được mấy cái bộ trang phục ở ngoài thùng rác, gọi là miễn phí các bạn ơi. Đây. 3 giây 2 1 Yes sir. Rất là nhiều người sống sót luôn các bạn ạ. Sao không tôi không thấy tên của Huy Lơ ở đây nhỉ? Trời ơi, tôi cũng sống mà. Rồi chuẩn bị đến next round các bạn ơi. Xem cái map đấu tiếp theo nó là cái map gì đây. Tôi thấy cái map này là cũng dễ này. Trèo lên phát là xong, không cần phải gọi là hả? Phát Mountain. Đây là cái gì? Ngọn núi hả? Nhưng mà khoan đã. Nó không cho mình chọn map hay sao? Hay là mình cứ sống sót là mình được sang map tiếp theo mà không phải chọn nào? À, chỉ khi có người nào chết hoặc là không ai sống sót thì mới được chọn map thôi các bạn ơi. Đấy chưa, cái đảo đầu lâu vừa vào phát này nó cho khó quá, bây giờ nó phải cho dễ thở như này cái. Trèo có tí lên à. 38 giây nữa. Ui giời ơi, tôi lên cao chỗ cao nhất rồi các bạn ơi. Trời ơi. Lava dâng lên đây. Bố của lava tôi cũng chớp luôn đấy chứ. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Ôi đùa, cái map này nó dễ thôi các bạn ạ, chứ còn để mà cho vào cái map đầu lâu như vừa nãy thì thôi. Tạm biệt. Ui. Dễ như này mà có cái ông kia ông vẫn hẹo kìa các bạn ơi. No. Ôi ôi. Sao em lại bỏ cuộc đời đi sớm thế? Nào trèo lên đây không ơi. Nó nướng cho một phát thì thành gọi là lợn cháy thui luôn đấy chứ. Cẩn thận là còn có mỗi bụi xương khô thôi nha. Để rồi. Rồi.
Và chỉ có một người duy nhất theo ấy các bạn ơi. Rồi xem map tiếp theo là gì đây. À, cầu mong là map tiếp theo nó gọi là cũng khó khó một tí đây. À đây rồi. Gì đây? Tháp cổ điển, văn phòng, sân chơi. Tôi chọn sân chơi cho nó nhiều màu sắc đây các bạn ơi. Để ra cái tháp cổ điển này. Ôi tôi thấy có một cái ông mặc bộ quần áo y hệt tôi này. Ông này là người Thailand các bạn ơi. Sao hoài đi khác. Nam mau hoài nè, khọc nữa. What the hell. Ui, mắc kẹt là người à. Ok, ok, ông cháy lát rồi. Ôi ơi, tập trung chạy các bạn ơi. Chạy cái đã. Rồi xong rồi chém gió tiếng Thái Lan sau. Tôi là tôi đi Thái Lan rồi đấy. Nên là thằng Nga là có tí ngoại ngữ là sang cái mồm hẳn luôn đấy chứ. Ôi ơi, có cái chỗ nhảy lên cái tháp mới, cho nhảy lên tháp mới được. Ok à, ai như là phải nhảy lên đầu nhau mới nhảy lên cái tháp này các bạn ạ. Có một cái tháp mà bao nhiêu người tranh các bạn ơi. Giống như gọi là 1m2 mấy thằng trộm ấy. Đây, tôi xem cái ông này, ôi mặc quần áo giống y tôi này. Quần cũng giống luôn, áo cũng giống. Nhưng mà khác cái áo trong các bạn ơi. Còn hơn nữa là ông ấy có cái mũ này, cờ Thái Lan và một cái kính khá là đẹp dai. Ông này mặt hơi béo nhá. Cho nhảy lên cái tháp này đấy. Còn 4 giây. May quá không mất máu. Yes sir. Yes. Trời ơi. Làm cái gì khó hơn đây? Làm cái gì khó hơn đây? À đây rồi. Hơi. Hơi. Ui ai. Ui obby hả? Mà này map obby các bạn ơi. No. Hơi. Cái que chết tiệt. Trời ơi. Cầu được là ước thấy luôn mà. Khó là có khó ngay. Người ta bảo là hai bay xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước. Nhưng mà đây là tôi là lợn bơi trong bể lava rồi các bạn ạ. Thành... Thịt lợn nướng bóng đêm. Từ tôi phải chiến đấu tiếp các bạn ơi. Để cốt thì để sau, pet thì để sau. Tại vì tôi nghĩ là pet nó cũng không giúp ích được gì được mình đâu. Cùng lắm là nó tăng ít máu rồi. Chết rồi. Ơi chú ơi. Ôi ơi. Thầy ơi thầy. Đây trường học hả? Thầy ơi thầy béo quá hay sao thầy không chạy được tí nước lava mà nó lên thì một phát là. Ôi trời ơi. À, chạy đi thầy ơi. Thầy ơi, chạy đi. Ui trông thầy béo thế, thầy ít phải hơn ta. Ôi. À đây có đường lên. Ê. Nào đừng có đẩy nhau. Lên. Nào đi lên đi. Trời ơi thầy. Ây trời ơi, cái báo xanh nha, tôi ghim bà rồi đấy. Chơi gì chơi kỳ cục, chơi đẩy nhau. May quá tôi vẫn sống các bạn ạ. Tôi và hai người nữa. Cái thật đấy. Đang leo lên cứ đẩy tôi xuống. Đấy các bạn ạ. Cuộc sống nó khắc nghiệt như thế đấy. Đạp lên nhau mà gọi là sinh tồn đấy. Khi mà chúng ta bị rơi vào một cái bước đường cùng mà chúng ta sẽ phải làm mọi cách chúng ta sinh tồn. Kể cả có đạp lên người khác nha. Được rồi, bà đạp tôi đúng không? Được rồi, tôi sẽ ghim mà này tí nữa. Nhảy lên đoạn nào tôi đạp xuống đoạn đấy nha. Đừng có mà nhờn. Sợ quá. Ôi, sân chơi, trông nhiều màu sắc thế nhỉ. Ô, hết đường rồi. Ê, từ đấy tôi... Ê, phải lên cái tháp trên này. Ê, hỏng rồi, đi đường nào cũng chết thôi. Đây. Hả? Hụi, ai à, hụi. Ê, lại đẩy nhau. Ê, cuộc sống nó không có quy củ gì hết. Đồ ăn hại. Bố mẹ dạy nào? Đi học hay là đi chơi là chúng ta phải xếp hàng, xếp lối. Cứ nhảy huỳnh, cay thật. À, map tiếp theo là gì đây? Ua, Euroblock. Đây là những cái nhà này rất là nhiều cái... Ấy, lại obby. Sao cứ chọn cái map khó thế? Được rồi. Obby thì obby, đừng có đẩy nhau nữa. Chết rồi. À đây, có đường lên các bạn ơi, có đường lên. Nào đi xây ra. Rồi, từng người nhảy một đấy, thấy chưa? Tôi nhường cho mà nhảy con không nhảy được cái chứ, lại còn tranh hàng tranh lối với tôi. Ôi ơi giời ơi. Ý. Chơi cờ caro luôn các bạn. Sai. Đẳng cấp. Gì? Cái gì nhỉ? Phong độ là nhất thời, đẳng cấp nó mới là mãi mãi. Ủa 27 giây cho em nhanh lên. Nhanh lên, nhanh chân nhanh tay lên đấy. Ấy. Rồi kịp. Không mất một giọt máu nào luôn các bạn ạ. Được chưa? Được chưa? Tôi chấp các ông chỉ nhảy trước luôn đấy chứ. Được của nó đấy. Đâu cái báo xanh vừa đã đẩy tôi đâu. Ôi ôi hẹo ngay chứ còn gì nữa. Ơ chào cậu. Cậu có cái kè pha sứ xinh gái đấy. Tớ xin tự giới thiệu, tớ là Wheeler TV nhá. Cậu có bạn trai chưa? Tớ đứng đây từ chiều này. Teamwork à? Thế là chúng ta thử chơi cái map teamwork này xem. Ôi hầu hết là còn 6 người chơi thì 6 người đều chọn teamwork này các bạn.
chúng ta sẽ phải làm nào. Ôi trời ơi, ông này vừa sờ bao ra phát ở quan tâm là bắn ra luôn các bạn. Nhảy đây này, ua, nhảy bật cao đi. Rồi chúng ta làm sao để lên trên này đây? Ô, không cần teamwork, chúng ta nhảy lên cát luôn. Ờ, à không, cái này là tôi vừa dẫm lên người nào đó, dẫm lên bạn nào đó để tôi lên các bạn ạ, chứ không phải teamwork đâu. Nào, làm sao để mở được cái này ta? Ê, ê, ê các bạn ơi. Ôi dạ. Lấy làm sao mà lên đây được? Chúng ta phải teamwork mà, phải đập bấm nút. Tìm cái nút mà bấm đi các bạn ơi. Tôi chơi nhiều từ game teamwork với cả team Bi Quang Thành rồi. Ai? À, chúng ta lại dẫm đập nhau. Đây. Cơ hội đấy rồi. Ai? Ai ơi, sao các bạn có thể lên được? Ai? Gần lên đến nơi rồi, cũng suýt soát một tí nữa thôi. Khó thật đấy. Ê, chúng ta là hình như là tình hình là hôm nay là không có team Bi Quang Thành chơi cùng, thành ra là chúng ta không teamwork được các bạn ạ. Mấy các bạn này chơi game không hiểu ý nhau. Ôi, cậu này có cái tai nghe thỏ cute đấy, nhưng mà mắt mũi cậu đâu? Bạn này không có mắt mũi gì luôn mà. Ảo thật đấy. Rồi, tiếp theo là cái gì đây? Lava Tower. Ui, chắc là cái tòa tháp này làm ra chỉ để tránh lava. Ok nhá. Đấy, chuẩn bị cho mọi thiên tai các bạn ạ. Làm ra chỉ để tránh lava thôi. Ui, sao cái trần này thấp thế nhở? Tôi cảm giác là tôi nhảy lên một cái tôi ấy, thấy không? Đập đầu vào trần sưng u chán luôn đấy chứ. Chúng ta còn 36 giây nữa để chúng ta sống sót. Ôi, đây vẫn chưa phải là tầng cao nhất hả? Ăn một tí tiền đi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà các bạn. Ô, vẫn còn. My God. Ê, chúng ta đang phải chạy đua với lava các bạn ạ. Chạy đua với sự dâng cao của lava. Đây rồi, lên tầng thượng rồi. Trời ơi. Được chưa ạ? Ủa, ông này có cái luồng giềng sau người trông chất chơi nhỉ? Mà cả cái áo vét nữa. Anh ơi, mua cái áo này bao tiền đấy? Bán em ơi, 500 đồng nhá. Chị vừa nói 500 đồng vắt quay lưng đi luôn các bạn. Cay thật. 3 giây. 1 giây. Ui. Tôi parkour, tôi nhảy trên lava luôn, thấy không? Shinobi. Cái gì đây? Zombie. Ô, map này có khoảng zombie các bạn ơi. Ô, zombie kìa các bạn. Ôi, đã zombie lại còn cụt chân cụt tay nữa. Zombie lại còn phế. Ôi. Ê, hình như là map là nhầm rồi. Không biết là chỗ này nó có cao bằng cái chỗ mái nhà kia không, nhưng mà thôi cứ kệ, đứng lên đây xem mà. Rồi, dạ, đây các bạn ơi, đây đấy. Ôi, zombie nó bơi được dưới lava, nó không chết kìa. Ôi, nhưng mà nó đã là xác sống, tức là nó đã chết rồi các bạn. Thành ra nó có chết nữa thì nó cũng thế à. Nhưng mà nó bơi được bơi dưới lava kìa. Ủa, bạn này sắp chết rồi các bạn ơi. Angelitili gì đây, tên là gì đây? Engali gì, không biết luôn. À, bạn này là người Argentina. Ok. À, không phải là người Argentina mà là người Palestine. Ây ây. Trời ơi, tôi cứ nhòm ngó cái gì tôi có biết đấy. Xong nói tôi mất nhanh ghê. Đấy, tôi phải chọn cái ngôi nhà kia chứ. Nhưng mà làm sao mà vào đấy ta? Tôi thấy cái nhà đấy nó đóng gỗ hết rồi mà. Sao các bạn lên được, các bạn chỉ tôi với. Bạn nào mà biết cách lên ngôi nhà đấy thì bình luận ở phía video cho mình biết nhá. Cay thật. Có lẽ đây là xem map quyết định này. Để xem map cuối cùng nó có dễ hay khó nhá. Các bạn bình chọn xem là map cuối cùng là dễ hay là khó. Nếu là dễ thì bấm nút like. Còn nếu là khó thì bấm nút đăng ký kênh. Ok chưa? Ok. Cái gì đây? Tháp gì đây? Ô, tôi đang định chọn tháp này luôn. Được đấy, các bạn hiểu ý tôi đấy. Ferris the Wii đúng không? Đây là đây là vòng quay mặt trời ở các cái khu vui chơi các bạn đấy. Ấy, nhìn lên đây. Sai. Được chưa? Ấy. Nó đẩy nhau xuống. Có mỗi một cái sao cứ tranh nhau thế? Tôi đã bảo rồi, sống là phải có quy củ. Nhà là phải có nóc các bạn ạ. Đấy. Ui ơi, lava nó gần dần đến đây rồi. Nào, quay nhanh lên cái vòng quay mặt trời nhanh lên. Ui. Ấy. Ui, đừng mà không quay lại nha. Quay lên đi. Đấy, lava nó vào phát này máy móc như nó bị hỏng hay sao ấy. Quay nhanh lên các bạn ơi. 11 giây nữa thôi, 11 giây nữa, cố gắng. Ui, các bạn đừng nhảy lên hẳn đây. Ui. Đẻ con gái thùy mị lết la, con gái nhảy lên hẳn cái nóc của gọi là vòng quay mặt trời luôn, không giây. Yes. Và đó là cái kết. Đó là cái map cuối cùng ngày hôm nay tôi chơi. Đấy các bạn ạ. Ok. Và đó là tự game sinh tồn trên lava. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh, và đặc biệt là bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Các bạn muốn mình chơi tự game gì tiếp theo thì bình luận ở phía bên dưới cho mình biết, và đặc biệt là xem quảng cáo để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Peace.